Ê-xê-chi-ên chương 39 Lời tiên tri khác chống lại gót. Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại gót và bảo nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán, hỡi gót vua của Rô-sơ, Mê-xít và Tu-banh, này ta chống lại ngươi, ta sẽ quay ngươi lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ vùng cực bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Ta sẽ đánh rơi cây cung của ngươi khỏi tay trái và làm những mũi tên của ngươi rơi khỏi tay phải. Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Israel, ngươi và tất cả đạo quân ngươi, cả đến những dân theo ngươi cũng vậy. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim và loài thú đồng làm thức ăn. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng như ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ, ta sẽ sai lửa giáng trên Ma-gốc và trên những kẻ ở an ổn nơi các hải đảo, và chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ bày tỏ danh thánh ta giữa dân Israel ta, và ta không để chúng nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel. Này, điều ấy đang đến và sẽ xảy ra. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đây là ngày mà ta đã công bố. Bây giờ, những dân cư các thành của Israel sẽ đi ra để đốt và phó cho lửa các khí giới, thuận lớn và nhỏ, cung và tên, giáo và sào. Chúng sẽ đem chụm các thứ ấy trong suốt 7 năm. Chúng sẽ không cần tìm củi ở ngoài đồng, không đốn gỗ trong rừng, vì chúng lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày ấy, ta sẽ cho gót một chỗ làm mồ chôn tại Israel, trong thung lũng của những du khách về phía đông của biển. Mồ chôn đó sẽ ngăn đường của du khách, vì tại đó người ta sẽ chôn gót và cả đoàn dân nó. Người ta sẽ gọi nơi đó là thung lũng của Ha-môn gót. Nhà Israel sẽ phải mất 7 tháng để chôn xác chúng và tẩy sạch xứ sở. Tất cả dân chúng trong xứ sẽ chôn chúng. Đó là một ngày trọng đại cho dân Israel, tức là ngày mà ta sẽ được vinh hiển. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Họ sẽ thường xuyên sai những người đi khắp xứ để chôn những thây còn lại trên mặt đất và tẩy sạch đi. Sau 7 tháng, họ sẽ đi tìm kiếm. Khi họ đi qua khắp xứ và thấy những hài cốt, thì họ cắm một cột mốc bên cạnh cho đến khi những người đào huyệt đến chôn những hài cốt ấy trong thung lũng Ha-môn gót. Cũng sẽ có một thành được gọi tên là Ha-môn. Như vậy người ta sẽ tẩy sạch xứ sở. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán, hãy nói với mọi loài chim và mọi loài thú đồng rằng, hãy tụ họp lại từ bốn phương và vây quanh một sinh tế mà ta dọn cho chúng mày, tức là một sinh tế lớn trên các núi Israel, để chúng mày được ăn thịt và uống máu. Chúng mày sẽ ăn thịt của người mạnh bạo, uống máu của các nhà lãnh đạo trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba-san. Chúng mày sẽ ăn mỡ cho no, uống máu cho say từ sinh tế mà ta giết cho chúng mày. Nơi bàn ta, chúng mày sẽ ăn no nê thịt ngựa và thịt kẻ cưỡi ngựa, thịt của dũng sĩ và mọi lính chiến. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sự vinh quang của dân Israel. Ta sẽ bày tỏ vinh quang ta ra trong các nước. Tất cả các dân tộc sẽ thấy ta thi hành sự phán xét và đặt tay ta trên chúng. Từ ngày đó về sau, nhà Israel sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, các dân tộc sẽ biết rằng nhà Israel đã bị lưu đày vì cớ tội lỗi của nó, vì nó đã phạm tội chống lại ta. Chính vì vậy mà ta ẩn mặt ta với họ, phó họ vào tay những kẻ thù, và tất cả đã ngã chết bởi gươm. Ta sẽ đối xử với họ như thế,
vì sự ô uế và tội ác của họ, và ta đã ẩn mặt với họ. Cho nên Chúa Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ đem những kẻ lưu đày của Gia-cốp trở về, ta sẽ thương xót cả nhà Israel, và ta sẽ ghen tuông vì danh thánh ta. Họ sẽ quên đi sự xấu hổ và mọi tội bất trung mà họ đã phạm với ta, khi họ được sống bình yên trong xứ sở mình, không còn sợ hãi ai cả. Khi ta đã đem họ về từ giữa các dân và quy tụ họ lại từ đất của kẻ thù họ, thì ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết ta qua họ trước mắt nhiều nước. Họ sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ, khi ta để họ bị lưu đày trong các nước, rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ, chẳng để sót một ai. Ta sẽ không ẩn mặt với họ nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chi-ên chương 40. Khải tượng về đền thờ mới. Vào năm thứ 25 sau khi chúng ta bị lưu đày, vào đầu năm, ngày mùng 10 của tháng, tức là 14 năm sau khi Jerusalem bị thất thủ, cũng trong ngày ấy, tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi và Ngài đem tôi vào trong thành ấy. Trong các khải tượng của Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài đem tôi vào đất Israel và đặt tôi trên một hòn núi rất cao. Trên núi đó về phía nam có một công trình kiến trúc giống như một thành. Khi Ngài dẫn tôi vào đó, tôi thấy một người hình dáng như người bằng đồng. Người ấy đứng nơi hiên cửa, tay cầm một sợi dây gai và một cây sào để đo. Người ấy bảo tôi: Hỡi con người, hãy lấy mắt mà xem, lấy tai mà nghe, và để lòng vào những việc mà tôi sẽ tỏ cho ông, vì để cho ông nhìn thấy mà ông được đem đến đây. Vậy hãy thuật lại mọi điều ông thấy cho nhà Israel. Kìa, có một cái tường ngoài bao chung quanh đền thờ. Người ấy cầm trong tay một cây sào để đo, dài 3 mét, tức 6 amma. Mỗi amma này dài hơn mét thường một gang tay. Người ấy đo bề rộng của tường là một cây sào và bề cao là một cây sào. Kế đó, người ấy đi đến nơi cổng phía đông, bước lên những tam cấp để đo ngạch cổng, bề rộng một cây sào. Ngạch khác cũng rộng một cây sào, mỗi phòng dài một cây sào và rộng một cây sào. Giữa các phòng có một khoảng cách 2,5 mét. Ngưỡng cửa gần bên tiền sảnh của cổng ấy rộng một cây sào. Người ấy đo tiền sảnh của cổng phía trong cũng một cây sào. Người ấy đo tiền sảnh của cổng được 4 mét và những trụ nó được 1 mét. Đó là tiền sảnh của cổng phía trong. Nơi cổng phía đông, mỗi bên có 3 phòng, cả 3 phòng đều có kích thước bằng nhau, và các cột mỗi bên cũng có kích thước bằng nhau. Người ấy đo chiều rộng của lối vào cổng được 5 mét và chiều dài được 6,5 mét. Trước các phòng mỗi bên có một hàng rào cao 0.5 mét, và mỗi phòng hình vuông mỗi cạnh 3 mét. Người ấy đo cổng vào từ phía sau. Từ mái của phòng này đến mái của phòng kia được 12,5 mét chiều ngang. Hai lối ra vào đối diện nhau. Người ấy đo các trụ là 30 mét. Gần các trụ ấy có hành lang bao quanh cổng vào. Khoảng cách giữa cổng vào và tiền sảnh của cổng trong là 25 mét. Các phòng và những trụ nó ở phía trong cổng cho đến các tiền sảnh đều có những cửa sổ chấn song. Phía bên trong và chung quanh đó đều có những cửa sổ. Trên các trụ có những cây hình chà là. Sau đó người ấy dẫn tôi vào hành lang ngoài. Này, tại đây có những phòng và lối đi lót đá chung quanh hành lang. Dọc lối đi lót đá ấy có 30 phòng. Lối đi lót đá chạy dọc theo cổng có chiều dài bằng cổng ấy. Đây là lối đi thấp có lót đá. Người ấy đo khoảng cách từ phía trước cổng dưới cho đến phía trước hành lang trong được 50 mét phía đông và phía bắc cũng vậy. Người lại đo chiều dài và chiều ngang của cổng phía bắc dẫn đến hành lang ngoài.
Hai bên cổng, mỗi bên có 3 phòng. Các trụ và tiền sảnh cũng đồng kích thước với cổng thứ nhất, 25m chiều dài và 12,5m chiều ngang. Những cửa sổ, tiền sảnh và hình cây chà là của nó cũng đồng kích thước với cổng phía đông. Có 7 bậc thang dẫn lên cổng và một tiền sảnh ở bên trong nó. Đối diện với cổng phía bắc và cổng phía đông là cổng dẫn vào hành lang trong. Người ấy đo từ cổng này đến cổng kia được 50m. Sau đó người ấy dẫn tôi đi về phía nam. Này, tại đó có cổng phía nam. Người ấy đo các trụ và các tiền sảnh cũng đồng kích thước với nhau. Tiền sảnh ấy có những cửa sổ chung quanh giống như những cửa sổ khác. Chiều dài của tiền sảnh này là 25m và chiều ngang là 12,5m. Có cầu thang 7 bậc dẫn lên cổng và một tiền sảnh ở bên trong nó. Trên các trụ cả hai mặt đều có những hình cây chà là. Hành lang trong có một cái cổng xây về hướng nam. Và người ấy đo từ cổng này đến cổng kia về phía nam là 50m. Kế đó, người ấy đem tôi vào hành lang trong qua cổng phía nam. Người ấy đo cổng phía nam và cổng ấy có đồng một kích thước với các cổng khác. Các phòng, các trụ và tiền sảnh của nó có cùng một kích thước với nhau. Cổng và các tiền sảnh đều có những cửa sổ chung quanh. Các tiền sảnh có chiều dài là 25m và chiều ngang là 12,5m. Chung quanh có các tiền sảnh chiều dài 12,5m, chiều ngang 2,5m. Các tiền sảnh của cổng đối diện hành lang ngoài đều có các hình cây chà là trên các trụ nó và có cầu thang 8 bậc để bước lên. Kế đó, người ấy dẫn tôi vào hành lang trong về phía đông. Người đo cổng ấy và nó có cùng một kích thước với những cổng khác. Những phòng, những trụ và tiền sảnh của nó có cùng một kích thước như những cái khác. Cổng này và tiền sảnh đều có những cửa sổ chung quanh. Các tiền sảnh dài 25m, rộng 12,5m. Các tiền sảnh của cổng này đối diện với hành lang ngoài đều có hình cây chà là trên các trụ cả hai mặt và có một cầu thang 8 bậc để bước lên. Rồi người ấy đem tôi vào trong cổng phía bắc. Người ấy đo cổng ấy và nó có cùng một kích thước với những cổng khác. Những phòng, những trụ và những tiền sảnh của nó cũng có cùng kích thước và có những cửa sổ chung quanh. Cổng ấy có chiều dài 25m, rộng 12,5m. Những trụ của nó đối diện với hành lang ngoài đều có hình cây chà là trên các trụ ấy, cả hai mặt và có một cầu thang 8 bậc để bước lên. Một cái phòng có cửa ở gần các trụ của cổng ấy là nơi người ta rửa các tế lễ thiêu. Trong tiền sảnh của cổng có hai cái bàn mỗi bên. Trên đó người ta giết những sinh tế dùng cho tế lễ thiêu, tế lễ chuộc sự mắc lỗi và tế lễ chuộc tội. Phía ngoài tiền sảnh gần chỗ bước lên hướng về cổng phía bắc có hai cái bàn. Bên kia tiền sảnh của cổng cũng có hai cái bàn. Như vậy, có 4 cái bàn ở bên này cổng và 4 cái bàn ở bên kia, tổng cộng là 8 cái. Trên các bàn đó, người ta giết những sinh tế. Lại có 4 cái bàn bằng đá vuông dùng cho tế lễ thiêu, dài nửa mét, rộng 75cm, cao nửa mét. Người ta đặt trên đó những dụng cụ dùng để giết sinh tế cho tế lễ thiêu và các tế lễ khác. Có những mốc rộng bằng lòng bàn tay gắn 4 phía tường. Thịt tế lễ phải để trên các bàn. Phía ngoài cổng trong có những phòng để cho người ca hát. Nơi hành lang kề bên cổng phía bắc hướng về phía nam cũng có một phòng nữa về phía cổng đông hướng về phía bắc. Người ấy bảo tôi, cái phòng hướng về phía nam dành cho các thầy tế lễ trông coi đền thờ, và cái phòng hướng về phía bắc dành cho các thầy tế lễ trông coi bàn thờ. Đó là các con trai của Sa Đốc, tức là trong vòng các con trai Lê Vi đến gần Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài. Sau đó người ấy đo hành lang vuông, chiều dài 50m và chiều ngang 50m. Bàn thờ thì ở trước đền thờ. Kế đến,
Người ấy đem tôi vào tiền sảnh của đền thờ và người ấy đo các trụ của tiền sảnh, mỗi bên 2,5 mét. Chiều ngang của cổng là 7 mét. Chiều sâu của cổng mỗi bên 1,5 mét. Tiền sảnh có chiều dài 10 mét và chiều ngang 5,5 mét. Có một cầu thang 10 bậc dẫn lên tiền sảnh và bên cạnh các trụ có 2 cây cột, mỗi bên 1 cây. Ê-xê-chi-ên chương 41. Tả cảnh trong đền thờ. Sau đó, người ấy đem tôi vào trong đền thờ và người ấy đo các trụ. Các trụ có bề ngang 3 mét mặt này và 3 mét mặt kia, tức là bằng bề ngang của các trụ đền tạm thuở xưa. Chiều ngang của cửa vào là 5 mét, 2 mét rưỡi bên này, 2 mét rưỡi bên kia. Người ấy đo phía ngoài đền thánh có chiều dài 20 mét và chiều ngang 10 mét. Người ấy vào bên trong và đo các trụ cửa vào là 1 mét, chiều cao của cửa là 3 mét và chiều rộng của cửa 3,5 mét. Người ấy đo phía trong cùng của đền thánh, chiều dài 10 mét, chiều rộng 10 mét. Người ấy nói với tôi, đây là nơi chí thánh. Rồi người ấy đo tường của đền thờ dày 3 mét, chiều ngang của những phòng bên hông khắp chung quanh nhà là 2 mét. Những phòng bên hông có 3 tầng, mỗi tầng 30 phòng. Những phòng ấy giáp với một bức tường chạy chung quanh đền thờ, dùng làm cái đà cho các phòng bên hông, để chúng không gác lên trên tường đền thờ. Những phòng bên hông càng lên cao càng rộng. Công trình kiến trúc chung quanh đền thờ được xây theo kiểu càng lên cao tường càng hẹp, cho nên phòng càng lên cao càng rộng. Người ta đi lên từ tầng dưới đến tầng trên, xuyên qua tầng giữa. Tôi cũng thấy đền thờ nằm trên một cái nền cao bằng một cây sào, tức là 3 mét. Nền của các phòng bên hông cũng vậy. Bề dày của tường ngoài của các phòng bên hông là 2,5 mét. Tường ấy dài hơn nền của các nhà bên hông là 2,5 mét. Khoảng cách giữa các phòng bên hông đền thờ và các phòng khác rộng 10 mét chạy chung quanh đền thờ. Những cửa của các phòng bên hông mở ra về phần đất trống, một cửa hướng về phía bắc, một cửa hướng về phía nam, và phần đất trống đó rộng 2,5 mét. Tòa nhà đối diện với sân đền thờ, về hướng tây rộng 35 mét. Tường bao quanh tòa nhà ấy dày 2,5 mét, dài 45 mét. Tiếp theo, người ấy đo đền thờ dài 50 mét, khoảng sân đền thờ, tòa nhà với tường của nó cũng dài 50 mét. Chiều ngang của mặt tiền tòa nhà và sân đền thờ về phía đông là 50 mét. Kế đó, người ấy đo chiều dài của các tòa nhà đối diện với sân phía sau đền thờ, kể cả hành lang hai bên là 50 mét. Đền thờ phía trong và phía ngoài, các tiền sảnh đối diện hành lang, các ngưỡng cửa, các cửa sổ chấn song, các hành lang chung quanh 3 tầng ấy, phía trước các ngưỡng cửa, tất cả đều bọc bằng ván chung quanh. Từ đất đến các cửa sổ và các cửa sổ đều được che lại. Trên cửa, bên trong và bên ngoài đền thờ, khắp tường chung quanh bề trong và bề ngoài đều chạm hình các cherubim và hình các cây chà là. Một cây chà là ở giữa 2 cherubim. Mỗi cherubim có 2 mặt. Một mặt người hướng về hình cây chà là phía bên này, một mặt sư tử tơ hướng về hình cây chà là phía bên kia. Khắp cả đền thờ đều chạm như vậy. Từ dưới đất lên đến cửa ra vào, người ta chạm hình cherubim và cây chà là trên tường của đền thờ. Các khuôn cửa của đền thờ hình vuông và mặt trước của nơi thánh cũng giống như vậy. Một bàn thờ bằng gỗ cao 1,5 mét, dài 1 mét. Các góc, bệ và những cạnh của bàn thờ đều bằng gỗ. Người ấy bảo tôi rằng, đây là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Đền thờ và nơi thánh có 2 cửa. Mỗi cửa có 2 cánh khép lại được. Cửa này 2 cánh, cửa kia 2 cánh.
có những cherubim và những cây chà là chạm trên cửa đền thờ cũng như trên tường. Có một mái hiên bằng gỗ trước tiền sảnh phía bên ngoài. Trên tường của tiền sảnh là những cửa sổ chấn song, có chạm những hình cây chà là ở hai bên. Các phòng bên cạnh đền thờ và mái che cũng được trang trí như vậy.